Trên thị trường hiện nay có hai loại sữa phổ biến nhất chính là sữa tươi có đường và sữa tươi không đường. Trong đó, sữa tươi có đường được nhiều người gầy chọn mua và sử dụng vì theo họ loại này dễ uống hơn và không gây cảm giác bị quá ngọt do đường. Sữa tươi không đường chính là loại sữa đã được loại bỏ hoàn toàn lượng đường có trong sữa, dẫn đến lượng calo trong 1ml sữa cũng bị giảm đi so với sữa tươi có đường. Ngày nay, để phù hợp với nhu cầu của khách hàng hơn, sữa tươi không đường được chia ra làm 3 loại cơ bản: sữa tươi không đường nguyên kem, sữa tươi không đường ít béo và sữa tươi không đường tách béo. Trong 3 loại trên, sữa tươi không đường nguyên kem được đánh giá là sản phẩm có hàm lượng calo cao nhất và sữa tươi không đường tách béo chứa ít calo nhất trong 1ml sữa. Theo các chuyên gia phân tích, tăng cân là khi cơ thể bạn được nạp nhiều lượng calo hơn là lượng calo bình thường bạn dùng cho hoạt động trong một ngày. Do đó, tình trạng có thể tăng cân hay không khi uống sữa tươi không đường phụ thuộc hoàn toàn vào lượng calo mà loại sữa tươi này cung cấp. Hàm lượng calo trong mỗi hộp sữa không đường được tính dựa vào lượng đường và chất béo có trong mỗi hộp. Chính vì vậy, nếu bạn dùng những loại sữa không đường ít béo hoặc tách béo thì sẽ không gây ảnh hưởng đến cân nặng của bạn. Chỉ khi bạn sử dụng loại sữa không đường nguyên kem, dòng sữa chứa lượng chất béo tự nhiên cao chiếm đến 3,5% thì cân nặng của bạn rất có thể bị tăng lên và ảnh hưởng đến quá trình giảm cân cũng như chế độ ăn uống của bạn. Để có được vóc dáng và cân nặng tốt nhất, bạn có thể duy trì uống sữa mỗi ngày kết hợp cùng các bài tập thể dục. Những điều này sẽ giúp bạn có được vóc dáng khỏe đẹp và làn da căng mịn như mơ ước của bao cô gái trẻ. Hãy ghé ngay website của tập đoàn thể thao Elite Sport để tham khảo thêm những mẫu xe đạp tập, máy chạy bộ mới nhất hiện nay để bạn có thể hỗ trợ việc rèn luyện sức khỏe tốt nhất nhé.